Mẹ mẹ cha điện này mẹ, alo alo. 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 Ông nội này điện không nói chuyện hết trơn gì vậy ta? Alo. Trời ơi. Bà nổ ca mày ngu đi. Hả? Ủa? Sao nó không đau ta? Sao nó không đau kỳ vậy? Hả? Sao kỳ vậy ta? Để mình thử mình coi. Ai ố đi mà. Đóng mạnh lên coi. Đóng cái gì như đàn bà đẻ vậy? Đóng vậy đòi gì nữa trời? Đưa búa đây, đi qua đây dịnh đi. Hả? Ôi mẹ mày đóng nè. Trời ơi. Cổ nào đến mấy cũng không được la, mà có la cũng không được lên tiếng. Ai ố đi mà. Hả? Thằng này mày tính chặn đường cướp tiền hả? Thằng này láo bay. Mày muốn chơi hả? Tao chơi với mày nè. Ai ố đi mà. Rồi rồi. Đi sang trái. Nhìn sang trái, nhìn hết xung quanh. Quay sau lưng rồi nhìn xuống đất. Nhìn lên trên. Bỏ xuống. Bỏ xuống tao. Mày bỏ xuống không? Khoan. Từ từ bình tĩnh con. Con bỏ xuống liền từ từ. Có cái vỏ không làm dữ hả? Từ từ con bỏ xuống nè. Từ từ. Bình tĩnh. Hả? Ngày già, cái vụ này căng rồi nha. Mày dám đạp tao xuống đây hả? Trời ơi. Không có đạp đâu. Má mẹ ơi. Hả? Ai mà để cái cây ngang bất nhân vậy? Rồi giờ sao đi qua được? What the hell? Mẹ ở đây nha, phải con giải quyết. Thằng này nó đi đâu vậy ta? A few moments later. What? Mẹ. Ủa? Sao con qua được hay vậy? Con chạy đường vào qua rước mẹ nè. Mẹ thấy con thông minh không? Thông minh lắm. Đúng là con trai của mẹ thông minh nhất. Mẹ đi qua đi, con chở mẹ về nè. Ai ố đi mà. Hả? Hả? Ai ố đi mà. What? 哎呦我的妈！Bây giờ con với mẹ ha, ai bơi lại đằng kia trước người đó là 1 triệu. Nghĩ sao mẹ già sao bơi lại con? Con chết mẹ nửa đường luôn. Lắm. Sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3, bơi. Trời ơi, trời. Ai ơi mà. What? What? Ê, sao con biết trong cây chuối có tiền hay vậy? Cô chưa nghe tin gì hả? Tin gì? Nhà ai trồng chuối, cắt ra đều có 1 triệu hết. Hả? Cái vụ này ngon à. A few moments later. Trời ơi, lắm trời. Bà mẹ nó bị nó vụ rồi, cắt nguyên vườn chuối có triệu nào đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Bây giờ con đếm 1, 2, 3, mẹ bấm vô cái nút này là con bay lên trời luôn nha. Bay thiệt không mày? Thiệt, người ta bay được là con bay được ha. Nè mẹ cầm đi. Bật chiều bay lên. What? Bật chiều bay lên. Hả? Sao nó không bay ta? Bật chiều bay lên. Bật chiều bay lên. Bật chiều bay lên nè. Trời ơi, lắm trời. Này thì tấp tấp nè. Bật chiều bay lên. Bật chiều bay lên. What? Thằng Phước nó bị F0 rồi đó. Chị gặp nó, chị nhớ né nó ra nha. Bây giờ nó lây nguyên cả xóm luôn rồi đó. What? Chị biết rồi, cảm ơn em nha. Vậy thôi em về nha chị. A few moments later. Cô ba ơi, cô ba. Wow. Sao ra? Cô ba làm như con bị F0 hay gì mà kêu con xa ra. Vậy chứ gì nữa. Con đâu có bị gì đâu, con còn khỏe mạnh mà. Con lại đây thông báo cho cô ba một tin động trời nè. Chuyện động trời gì? Nói cô ba nghe coi. Hả? Cô Tư bà bị F0 rồi. Cô ba gặp bả nhớ né bả ra nha. Bây giờ bà đi lây nguyên cả xóm luôn rồi đó. Vậy hả? Dạ, vậy thôi cũng về nha cô ba. Ủa? Rồi rốt cuộc ai bị F0? Cô ba! Trời ơi, giờ này cô ba khỏe không? Dạ, là cô khỏe không? Dạ. Rồi thôi đi cách đi được về đó hả? Được về cô ơi, 2 tháng. Trời ơi, giờ trong người hết bệnh nó cho mình về rồi. Ủa mà cô ba tháo khẩu trang đi, con hết bệnh thì sợ gì? Thôi, con mới đi cách ly gì chứ con có hết bệnh hay không? Trời ơi, ở cổng á, nó chích con gần cả 10 mũi vaccine á, hết bệnh rồi, cô yên tâm. Thiệt không mày? Thiệt, không lẽ tình nghĩa con với cô không bằng cái khẩu trang sao? Hả? Giờ này dựng bà khỏe không cô? Khỏe. Dạ. Thôi thẳng con về, con chừng nhà giùm cô luôn nha. Ủa mà cô đi đâu nhờ con chừng nhà? Sáng cô đi chợ với bà Năm, bị F0, bây giờ cô đi cách ly luôn. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Mẹ buông ra. Mày đi đâu? Con không thể ở cái nhà này được nữa. Con qua nhà trọ thằng bạn con ở. Có nhà không ở? Qua nhà trọ thằng bạn ở làm cái gì? Con không thể nói được. Mày nói tao mới cho mày đi. Mẹ nói thiệt không? Thiệt. Thằng bạn con nó đi nghĩa vụ 2 năm. Nhờ con qua nhà trọ canh giùm con bồ của nó. 2 năm nữa nó về con trả lại cho nó. Cái vụ này được à? Vậy đi con. Ai ơi thì mà. Tạm biệt mẹ con đi nha.